Mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Của chữ Pháp. Nó cũng đang nhắn đầu. Sĩ Sư Tôn Sách Hả? Để mọi chú ý nha, tuyệt đối không được nói bậy nha. Anh nhiều rồi cho con. Nói bậy, mẹ nghe nhạc được. Thanh Hồng. Vâng, nó bảo là ca sĩ Thanh Hồng. Không biết con đấy à?
ăn tại ấy như ở ngươi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin tiếp tục tô màu nhé các bạn. Bằng em đi gần dẫn lo các trong lòng những trải nghiệm cơn gió lướt qua cánh đồng. Tí 5 giờ về. Đó, đó. Cái chữ đây thì 5 giờ về chứ. 5 giờ về là sắp xếp gì rồi. Cái gì á? Ui, ui, về, 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 về. Mẹ có tiền không mà ăn? Đấy, mẹ có tiền đâu? Ai cô giáo chủ nhiệm ấy? Mình không biết tiền đâu. Về em đây. Bỏ về em đây. Mẹ ra. Đáng nghe mạng mẹ kể thật ơi. Anh quyết xem nào thằng ơi. Khác sâu trong lòng những em mơ chẳng thể nghĩ ngơi. Mạng la thôi. Hay quá đáng la.
Tôi vào sau